tháo tách bằng tay thì quá bình thường rồi. Hôm nay nhờ luôn công nghệ và can thiệp và ngành công nghiệp ép kính luôn. Rồi anh em chết và coi mình bắn tháo tách cái màn iPhone 15 Pro Max đẳng cấp này nha. Đầu tiên là bắn keo ron. Tia laser nó đang đi quanh cái viền keo ron này, anh em thấy không? Không chỉ bắn có keo ron nha anh em. Sau đây mới bất ngờ nè. Bây giờ mình bắn laser thẳng lên cái bề mặt kính luôn. Anh em để ý cái màn này nó bể quá là nát, thì cái việc mình dùng tia laser lạnh tác động lên như vậy giúp cái quá trình cắt kính của mình nó sẽ rất nhẹ nhàng. Thực chiến cầm màn hình sau khi bắn laser này đi cắt cho anh em xem luôn. Anh em coi thử màn sóng không nè nha. Xóa tan lành giá, hãy vui đón bao lâu tài, phước an lâu dài.